một mảnh đất, đi sẽ bị mỏi chân. Chắc trước mình đã giải nhất rồi, quả này lại ở nhà mình nữa, chắc chắn mình sẽ nhất luôn. Đường thì bỏ chết. Lên mái nhà bạn em, bạn lên mái nhà của tôi không? Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Nó mà bỏ cái lời ra ấy, thì nó sẽ phải có vết dấu vết. Đúng là địa phận nhà nó có khác mọi người ạ. Tại vì bây giờ trừ khi nó chôn nó dưới đất thì mình mới không tìm được rồi. Chứ tất cả mọi ngóc ngách, tất cả các thể loại là mình tìm hết rồi. Trừ khi nó trốn dưới 3 tấc đất thôi. Ai bảo lúc đầu anh bảo nó 10 phút lúc nào được nguyên. Biết được nhà nó còn cái hố vị trí nhà nó ở chỗ nào nhỉ? Kéo giúp xuống có xí ấy. À, 10 phút đấy. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Hôm nay sau cái thành công cái video trốn tìm ở nhà mình thì hôm nay anh em mình quyết định sẽ lên biệt thự của Mao Đệ để trốn tìm tiếp. Đấy. Nhà nó thì to hơn nhà mình rất là nhiều, thế nên là thử thách này sẽ khó khăn hơn một tí. Thử thách khó khăn tí dành cho mình, mình là người đi tìm mà. Miễn là làm sao trong khu đất vài nghìn hecta của Mao Đệ anh em không được thoát ra khỏi, không được trốn ra khỏi khu đất này. Đấy, và trong nhà kia trốn đâu cũng được. Và hôm nay cái thể lệ giải thưởng sẽ khác với mọi khi nhá. Mình vừa nhận được tiền YouTube. Đấy. Khá là nhiều đấy. Chỗ này là 50 củ. Bây giờ mình quyết định là cứ tiền YouTube là mình sẽ đem cho anh em chơi trò chơi hết, còn mình thì ăn không khí hít cái trời. Đấy. Giải đây 50 triệu đây nhá. Giải nhất 30 củ. Wow. Đấy. Giải nhì 10 mưa ở giải nhì 15 triệu. Đấy. Và giải ba 5 triệu đồng. Còn giải bét nhị. Đấy. Rồi bây giờ. Hử? Phạt cái gì? Phạt chu đáng. Thôi được, giải bét thì tí nữa tính sau. Bây giờ các con rời cố gắng kiếm cái giải nhất, giải nhì, giải ba đi. Anh ơi, đấy, trong phòng nhá. Anh nên nhớ đây là địa bàn của em nhé. Em chưa biết giải nhất đấy. Này, thằng nào đào lấy cái miệt nằm xuống kéo thắng luôn. Kéo khả năng kết hợp đấy. Thì bây giờ sẽ cho 10 phút nhá. 10 phút để các con rời tìm chỗ. 10 phút thì chắc chắn là không đào huyệt được rồi. Anh phải đi sang bên kia đi. Thì bây giờ mình sẽ sang nhà cũ Mao Đệ để ngồi chơi một tí. Đấy, anh em tự cầm điện thoại tự đi tìm chỗ trốn nha. Mình sẽ sang nhà cũ Mao Đệ thôi, kệ bọn nó. Mình cứ cầm cái này đã, xong rồi tí nữa quay sang kia. Hello các bạn. Bây giờ tiếp tục series là đi trốn tại nhà Mao Đệ. Một mảnh đất, đi sẽ bị mỏi chân. Lần trước mình đã bị người phát hiện đầu tiên rồi, nhưng mà đợt này là mình đợi mình một tí nhá. Mình lấy cái áo mình mặc. Mặc cái áo mà cho nó nhìn cho nó ấy, nhìn cho nó văn minh lịch sự một tí. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chắc trước mình đã giải nhất rồi, quán này lại ở nhà mình nữa, chắc chắn mình sẽ nhất luôn. Đấy, lấy cái chỗ này không trốn được. Đây là chỗ cỏ nhà mình ấy. Đây là tảng đá đẹp này, nhưng mà không trốn được mọi người. Đi xem có chỗ cây gì không để trốn, kiếm 30 củ khoai lang như trời trong một bàn tay. Đường thì bỏ chết. Lên mái nhà bạn em, bạn lên mái nhà của tôi không? Hả? Đi vào nhà. Chờ. Đi đâu bây giờ? Đi đâu xa? À, bây giờ nhá, mình sẽ làm hà bá, gọi là cái gì? Đất có thổ công, sông có hà bá. Ở đây là thổ công.
không nhà mình. Mà lại còn có cái ao, mình sẽ làm hà bá luôn nhé. Cần chỉ phải kiếm đâu sẵn. Đây còn một cái hồ đó này, mình sẽ dựa vào lòng xong vòng quanh cái hồ này. Có những cái chỗ nào ẩn nấp dễ nhất thì mình sẽ náu vào. Mà lại cái thì không ngờ được đâu. Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Đỉnh 10 phút mình sẽ thừa thời gian ẩn nấp luôn mọi người ạ. Ui quên mất, còn đôi dép không biết làm nào, mình phải đi lừa ma đại ca đi giấu ở đâu đấy. Sao rồi cho ma đại ca chết tỉnh khổ luôn. Để đây sao rồi tí nữa ma ca tìm ở đây chạy chẳng được mình nào thôi. Kiểu gì mình cũng được 30 cành rồi. Đây. Đây. Sao bên đây? Bên này vẫn không có gì. Mình phải đặt cọc máy quay đó. Tại vì ở đây là bể cá nên không thể nào mà cho máy xuống được. Cho máy xuống là mình chết tôi đấy. Mọi người có thấy rõ mình không? Đấy. Mình có một cái bất tiện đó là bể này sau bên tư mình có một bên bốn. Nhưng mà mình biết bơi ngửa mọi người ạ. Mình thò cái mũi vào cái chỗ này này ấy. Siêu uy tín luôn, nó siêu kín mọi người ạ. Kiểu gì cũng ăn giải rồi. Mấy bọn kia nha, nó còn không tung thuộc địa hình nhá. Không biết chỗ nấu đâu. Trời, mình nấu ở đây là quá đỉnh. Như này. Ở đằng trên này á, nhìn xuống á, rất khó phát hiện mình luôn mọi người ạ. Khó lắm, tại vì ở trên này nó có một cái lùm cây này mà không ai nghi ngờ. Chỗ đoạn này chả bao giờ ai dở mà nghi ngờ thì chỗ này có thể trốn được. Trời à, thì chỗ này nó cao vô lên. Xuống đây mình nấu ngay cái khe này, thò lỗ mũi lên, quá đỉnh. Ôi, cá. Mình nhắm một con cá. Sắp hết rồi. Chà chà. Nghe có vẻ thử thách này sẽ khó khăn hơn mọi người ạ. À vì là mình nhìn thấy cái một số điểm tiềm năng là bọn nó sẽ trốn rồi. Giả dụ như mình nghĩ là ở trên tầng thượng kia là khả năng là sẽ có. Nhưng mà không biết là leo trèo như thế nào thôi. Mình sẽ quét một lượt từ khu vực ngoài góc này. Tại vì đây không phải là nhà mình, thế nên là mình cũng không gọi là am hiểu từng ngóc ngách mấy. Như chỗ này là không thể trốn được rồi. Chỗ tảng đá này thì may ra. Đấy. Khu này thì cũng thế. À phải tìm thật kỹ chứ không thằng máu đệ nó bé. Ê, không biết là nó trốn được ở chỗ nào đâu. Bản đây không phải nhà mình. Nhưng mà khả năng là hắn sẽ chơi cái bài cũ. Mọi người biết bài gì không? Lại trốn vào trong tủ lạnh hôm qua. À hôm trước ấy. Vì nó sẽ nghĩ là mình biết cái chỗ đấy rồi. Là nó trốn vào đấy là mình sẽ không để ý nữa. Nghỉ lắm. Một là tủ lạnh, hai là lò nướng. Nhà nó có lớp nướng to ấy. Nhưng mà bây giờ cứ phải tìm kiểm tra, rà soát một loạt đã, xong rồi mới tiến vào trong nhà mọi người ạ. Đấy. Xịn kéo xịn có thằng dưới này đấy mọi người ạ.
ở dưới này là cái bể lọc của bể cá coi ấy. Thế là rất dễ đấy. Thế mà mình không thấy dấu vết sự tồn tại gì ạ. Tức là nếu mà là nó mà bỏ cái lời ra ấy, thì nó sẽ phải có vết dấu vết. À, được. Khả năng vẫn có. À. Cái này nó cứng lắm, thế nên là chắc là không có thằng nào nữa. Vì nó không thể có dấu vết gì cả. Giờ à, bắt đầu sẽ vào trong khu vực mà đằng là đằng sau nhà và đằng trong nhà ấy, kiểu gì cũng tóm được vài thằng trong đó. Thật không? Dưới này thì không được đi ra ngoài này được. Khó hơn là ở nhà mình mọi người, tại vì nhà Mao Đệ nó rộng gấp đôi nhà mình cơ. Nhà Mao Đệ nó rộng gấp đôi nhà mình, thế nên là sẽ mất thời gian hơn đấy. Giờ cứ phải tìm hết chắc cũ. Đây, còn tủ lạnh. Không có gì. Không có gì ăn ngon này. Mây. Cứ phải tìm hết chứ không. Trong đống này khả năng sẽ có thảm gì đó. Có thằng nào đống này đập ba phát là tự chui ra luôn. Không có gì. No body. Dương thùng. Dễ lắm. À, kiểu này dễ có thằng ở trong này lắm. Thế nơi mà không có ai nhỉ? Đây, nơi mà không có ai luôn. Không có ai. Mình mà mình trốn là mình sẽ trốn lại chỗ như vậy lắm đấy. Khó khăn hơn cái là riêng một cái phòng nhỏ nhà nó đã phải tìm lâu hơn nhà mình rồi. Nhưng mình tìm vèo cái là xong. Giờ phút này mình vẫn chưa tìm được đứa nào. Đấy, rất là nhiều chỗ trốn. À, rộng à. Trên này khả năng sẽ có này. Mình phải chơi bài như kiểu thám tử. Bây giờ phân tích trước. Tường này nếu mà trèo lên thì sẽ phải có hai người, một người đỡ. Ví dụ có khi thằng Mao Đệ nó sẽ ở trên này, phải có một người đứng đây đỡ. Nhưng mà trên này
mình phân tích là sẽ không có, tại vì không có vết chân. Mặc dù chỗ này là chỗ trốn lý tưởng nhưng mà không được. Uầy, sao thế? Tự phải lấy cái ghế vào đây đi, kiểm tra cái chỗ này. Thôi, cái chỗ này nếu mà giả dụ sau không tìm thấy thằng nào thì bắt đầu đi. Tìm chỗ này. Đấy, nãy lại bỏ qua. Nhiều cái chỗ trốn rất là hiểm đúng không? Khó hơn tại nhà mình. Nếu mình riêng tìm cái tầng 1 nhà nó đã gấp đôi nhà mình được. Chân nhỏ nhỏ đấy chưa? Vết bẩn này. Khi mà không ai trèo lên đây thì làm gì có vết bẩn. Trên này thì không có ai rồi nhá. Nhưng mà lại còn một cái lỗ. Lỗ ở trên kia này, đến tầng mái này. Khả năng cao là trên này có người. Chỗ này sẽ lưu ý lại tí nữa. Tại vì bây giờ mà mình trèo lên ấy, thì nó, cái tường nó sẽ bị bẩn. Tí nữa mình phải cẩn thận rửa chân sạch sẽ đã, không là dễ bị chửi lắm. Nóng. Đó, vậy là hết tầng 1 vẫn chưa thấy ai nhá. Hết tầng 1 vẫn chưa thấy ai. Giờ chuyển sẽ chuyển sang tầng 2. À, khu vực này nữa. Đây là một cái kho đồ nhỏ. Hết tầng 1 vẫn chưa thấy ai. Đi hết tầng 1 nhà nó mất 45-20 phút rồi. Bây giờ sẽ chuyển sang tầng mái này. Chắc chắn với mọi người một điều, mình chắc chắn là 100% sẽ ít nhất phải có 1 đến 2 thằng ở trên này. Ở dưới còn chỗ nào mình chưa kiểm tra không nhỉ? Còn mỗi hai cái gác mà mình để lại phía dưới đúng không? Ui. Có kia. Đây. Có bảo vệ. Trên này có bảo vệ này.
sợ đi qua sợ nó đấy ông nhỉ? Đấy, thấy chưa? Thôi cứ lượn lượn. Ông ở nhà, ông đến nhà làm là lộc đấy. Mà không động chạm gì đến nó thì nó sẽ không, nó không đốt đâu. Đi qua nhẹ nhàng thôi nhá. Anh cameraman cẩn thận không? Chị này thì chỉ có một chỗ này là chỗ duy nhất có thể trốn được. Tầng dưới mà lúc nãy mình bảo là để chỗ đấy thì còn lại đấy. Ai thấy chưa, không có ai mà trên này cũng chưa thấy ai đâu. Trên này không thấy ai, rất là khó nhá, rất là khó. Cái tại vì nhá, đây nó lại còn là chỗ này nó thông qua đây, ngoặt một cái ra chỗ này này. Thôi mình nốt lại, mình sẽ để cái chỗ đấy lại để tí nữa kiểm tra sau nhé. Đây, mình thấy dấu vết của một thằng rồi. Rồi, thấy chưa? Đó, đây, bàn tay của đứa nào này. Rồi. Không, khá là giống nhau đấy. Mình xem thử. Ấy, đúng không? À đâu? À đâu? Nói chung là chắc chắn là ngoài này sẽ có một thằng rồi. Cameraman cẩn thận không ơi. Đó. Uầy, nó rộng quá ấy. Không để chống đỡ được. Người thì nhỏ nhưng mà làm nhà to vất vả. Yeah. Tất ra cả khu đất từ chỗ vườn bạch đàn kia nhá đến tận đằng cỏ bãi cỏ đằng kia là của Mao Đệ thất ấy. Nó nhiều đất lắm. Dưới này cũng đang quy hoạch để chuẩn bị sẽ đào hồ tít từ dưới kia lên đây. Tại vì ở dưới kia là chằm mà. Đó, còn mắc mỗi cái nhà này chưa mua được thôi. Đang chuẩn bị mua nốt cái nhà này. Nhưng mà họ chưa bán. Quá. Wow. Chỗ này anh cameraman đi thật cẩn thận nhá. Kinh thật. Tìm từ lúc nãy rồi mà. Ui ạ, chưa thấy một thằng nào đâu. Phải thật cẩn thận chỗ này. Anh cameraman đi cẩn thận đó. Nhìn trông ghê quá. Đấy, đi bám sát vào đây này. Đi một vòng. Chết trên này. Mà vẫn chưa thấy ai thì mình cũng đến chịu luôn đấy. Đây này. Con này nó trốn kinh quá. Đây, mình sẽ kiểm tra ở trên phần phượng xem. Ui, chân này thì tí nữa lại phải trèo lên nữa cơ. Tại vì nó còn lấp đằng mái đằng sau. À, mình sẽ đi kiểm tra vòng quay nhé. Chắc chắn là sẽ có thằng giúp ở trong một trong những cái khu. Tại vì ở dưới này nó là kia nhá. Ở dưới này nó là rỗng. Thế nên là khả năng không tìm được thằng nào mất. Giỏi thật đấy. Quá giỏi luôn. Một thằng. Ui, nằm ở đây à, mát thế nhỉ. Em ở kia tí bị ông đốt. Hả? Tí bị ông đốt tụi đâu? Kia kìa. Chỗ nào? Cái góc này. Đây của ông à? Ừ, của ông có đúng đâu. Trên dưới nhà Mao Đệ lắm kia lắm. Mát đâu nhỉ? Ông nào? Hả? Nó trong cái hốc kìa. Mét này à? Ừ. Mình vừa ngồi đấy. Một lúc mà nó bay ra chín chân mày không bị đụng. Thôi, một thằng thôi.
Bác thằng nào nhỉ? Bắt cái mũi mày rồi. Ấy à, nó trốn kia đấy. Không thấy nó đâu. Tiến này hết chỗ trốn rồi nhá. Trên đấy. Được. Bắn này mình sẽ đi hẳn lên trên đừng đi sang góc này là được. Nấp tầng thượng này để nhìn bao trùm cả nhá. Đấy. Trên cao này thì bao quát hết cả khu nhà Mao Đệ đây nhá. Không thấy có một cái gì ở trên mái nữa rồi. Vậy là ở trên mái là xã yên tâm là chỉ có mỗi đàn chó săn thôi. Mình nghĩ là ở bên dưới cái mái này này. Bây giờ sẽ bắt đầu đi tìm lại từ dưới mái nhá. À, trên đây không có ai nữa rồi. À, nhưng mà các bạn nhỏ không được học theo anh em mình là trèo lên mái nhà nhá. Rất là nguy hiểm đấy. Mình là người có kinh nghiệm leo trèo mấy chục năm rồi thì mới dám leo trèo như thế này nhá. Không ai được học theo anh em mình là leo trèo trốn tìm khắp ở trên tầng thiếc này đâu nhá. Bây giờ bắt đầu tìm đến khu vực khác. Khoai thật, khả năng cho ba thằng kia nó tự bốc thăm nhất nhì ba nó tìm thấy một thằng rồi. Tại vì bây giờ nhá, nó còn rất là nhiều chỗ, giả dụ như chỗ này cũng trốn được. Nhưng mà ở bên trong ấy, nhưng mình không biết là đi kiểu gì ấy. Chỉ có mỗi một cái đường lúc nãy ở trong cái thung kia bắt đầu đấy ra nhá. Đi ra. Thôi bây giờ cứ phải vào tìm nó, không thể chịu thua cuộc được. Nhà rộng quá mà. Lâu rồi không leo trèo như này, mỏi chân thật. Bây giờ chỉ còn mỗi một chỗ là khả nghi nhất, đó là bên dưới đít mình. Bên dưới đít mình. Bây giờ phải bò qua cái lỗ nhỏ đấy để đi tìm bọn nó đã. Bây giờ phải đi kiếm cái đèn đã, lấy đèn để soi đã, chứ bọn nó trốn kỹ quá. Trong này nó tối. Nhà Mao Đệ đấy, cái tổ ong này gọi là bảo vệ ngôi nhà. Nhưng mà được cái ong khi đến nhà làm ấy thì nó sẽ rất là lành tính nhá, trừ khi ai động một tổ nó. Còn không động một tổ nó cũng làm to mình có đi qua thoải mái, nó cũng không đốt. Bây giờ bắt đầu công cụ tìm bằng được lúc khốn nạn. À, tìm lại cái là lúc này không có đèn. Tìm lại cái chỗ trong này. Bây giờ mình có thể chắc chắn đến 99% là chắc chắn ngoài đấy. À nóng quá, nó bò trong dưới này, đóng cả cái cửa cái này kia này. Bây giờ chỉ còn là hai đứa nữa, đó là Thế Chặn và kia. Còn đứa nào trên này? Còn đứa nào trên này? Hả? Không biết, không sao. Này, vậy là, ấy dạ, ấy dạ. À, đây rồi, con lợn đây. Trời ơi, nó nằm kín thật đấy. Mình nhận ngay mà. Ở đấy lại con thằng Mao Đệ. Bây giờ nó ở trên này không đi lắm. Ô, thế cuối cùng là mình là người vẫn là người tìm gần gần chót chót à? Mày được giải gì đâu. Mình được 15 triệu rồi các bạn ạ.
Trên này còn góc nào không? Trên này có ong không đấy? Không. Ong là trên giường. Mình bảo rồi mà khó, rất là khó tìm lọ. Ui, đây thầy bảo giúp sang bên đây thì bố là tìm được rồi. Con thì kéo giúp sang bên đấy anh sẽ tìm hơn. Như là giúp đây nhá, xong rồi giúp vòng sang bên kia. Mau đệ à, chắc là bây giờ sẽ mệnh danh cho nó là vua trốn tìm. Khó tìm lắm quá. Còn à, mỗi thằng mau đệ chắc là... Ê à, chấm lên, nó không giúp ghê thật đấy. Nóng thật. Bây giờ à, còn một thằng duy nhất mau dê dê. Vậy là xong một lượt rồi. Nhưng mà chưa tìm thấy thằng Mao Đệ đâu. Không biết nó đi đâu. Giờ tìm lại một lượt nữa, chắc mình mà bỏ lại một lượt ngôi nhà chắc mình chết mất. Lại phải đi tìm một lượt nữa ở dưới tầng 1. À, tầng 1 còn một chỗ. Đây. Tầng 1 còn một chỗ nhá. Tầng 1 còn một chỗ là cái... Đây, phải cái này để... Để khui đã. Đây. Còn một chỗ. Không biết là có thằng nào nhấc thằng báo lên lên đấy không thôi. Còn một chỗ này nữa thôi là mình chưa... Chưa kiểm tra. Nhưng mà chỗ này thì là không có, tại vì không có vết chân nên nó phải có vết chân bẩn cơ thì mới có được. Chưa ai cởi người ta. Chỗ này không có rồi, tại vì mở khó chứ không phải là trèo lên phải có vết ở đây. Nhưng mà chỉ sợ nó lại giống ở bên cái phòng bên kia, là nó có một cái chui lên mái ấy. Chỗ đấy thì mình chưa tìm ra, phát hiện ra là cái chỗ nào để giúp ra chỗ đấy cả. Nhưng mà chắc là không có. Bây giờ tại vì nó mặt đệm nó nhỏ quá, không biết là nó giúp ở đâu. Đấy là cái chỗ lúc nãy mà tìm ra Tiến Vượng với Thế Trạng. Tức là lúc đầu tiên ấy, lúc mình mở cửa ra ấy, mình đứng ở đây nhìn ấy, là chúng nó đang ở trên kia. Sau khi ở trên kia mình tìm lâu và không thấy nó nặng, à nó nằm bàn thì nó một thằng nó chui được thế này. Đấy, mình biết ngay nhưng mà vẫn chưa thể tìm thấy thằng Mao Đệ. Hai vòng rồi. Các bạn ạ, Đạt là người bị phát hiện đầu tiên. Đạt bị phát hiện đâu đấy? Trên mái á. Vượng với mình là một cặp rồi, không sao cả. Chắc chắn bọn mình được giải, tại vì mình với Vượng ở trốn đấy là chắc chắn hai người được giải, nhưng mà không biết ai được giải cao, được giải thấp thôi. Nhưng mà tóm lại là bọn mình vẫn thua Mao Đệ hết. Chả biết Mao Đệ ở trốn đâu. Tà, giỏi. Rất là giỏi. Đây, chắc ông em đây, Vượng cầm quay này xem mọi người xem người này. Quần áo này. Chả biết ở đâu đấy. Biết ở đâu á? Người bẩn nhớ nhít. Đấy, thấy không? Bây giờ còn mới tìm được Mao Đệ thôi. Bên này không có cái dãy nhiều. Ba anh em bọn mình đã bị phát hiện rồi, dãy nhiều. Không thấy. Chưa thấy à? Em biết ở đâu đúng không? Em chỉ kia chỉ thấy hết. Đây, địa phận nó chắc là nó tôn thủ rồi. Không phải, đúng là địa phận nhà nó có khác mọi người ạ. Tại vì bây giờ trừ khi nó chôn nó dưới đất thì mình mới không tìm được.
chứ tất cả mọi ngóc ngách, tất cả các thể loại là mình tìm hết rồi, trừ khi nó trốn dưới ba tấc đất thôi. Ai bảo lúc đầu anh bảo nó 10 phút lúc nào được huyệt. Biết được nhà nó còn cái à, hố vị trí nhà nó ở chỗ nào nhỉ? Kéo giúp xuống có xí ấy. À, phải phút đấy. Chị tỏi, nó chết mẹ ở đâu rồi. Em biết ở đâu ấy. Con đây ơi, có đường nào mẹ nhất rồi, ra đây. Ra đi. Nhất rồi, ra đi. Ở chỗ nào? Bây giờ là nó là nhất rồi. Thằng là tế gì, thằng đứa ba. Ở đâu? Đâu? Nước á. Đố anh bắt được em. Nó đi đâu? Nghe nó lặn này. Phải tìm đâu khó thế nhở? Hey, anh ấy đang ở dưới. Em chết từ mới á. Mới à? Thế mà từ đầu tiên mình không đi qua đây suốt nhá. Bây giờ anh chết. Ai? Đặt máy ở kia mình không để ý. Rồi lên đây. Còn thêm hôm nay là khá là mệt. Nhanh mắt đi em. Mắt đấy mai đây cũng đủ xảo nốt mấy con ong rồi nhé. Thật sự là hôm nay mình là người thua cuộc với khu diện tích vài nghìn hecta nhà Mao Lệ không thể chống được. Tức là tìm thấy người đầu tiên là Đạt Thợ Săn này, người thứ hai là Tiến Vượng và người thứ ba là Công Thế. Còn đây là vua trốn tìm của chúng ta, không tìm được nó. Tức là lúc Đạt Thợ Săn bảo mình Đạt Thợ Săn bảo mình là nó ở dưới bể cá thì mình mới biết, chứ thật sự là đúng nó phải độn thổ xuống thì mình mới không tìm được, tại vì mình tìm hết rồi. Quá là mệt luôn. Tại vì những ngôi nhà ở kia nó lại còn có cái tung phải rút ra nữa. Rất là khó. Vậy là hôm nay vua trốn tìm Mao Đệ Đệ thắng cuộc nhé mọi người nhá. Và mình là người thua cuộc chứ không phải là Đạt Thợ Săn nữa. Mình không tìm thấy Mao Đệ Đệ. Bây giờ sẽ đến phần trao thưởng. Cho trao từ giải 3, giải 2 đến giải 1 anh. Giải 1 luôn đi. 1 2 3 4 5. Đây là giải 3 của chúng ta. Thắng 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 thắng. Thắng 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 thắng. 1 Tôi cảm ơn ai nhỉ? Có lời cảm ơn nghe. 8 10 11 12 13 14 15 15 cụ. Đây là tiền, đồng tiền mình làm ra chân thật các bạn nhìn. Bẩn. Bẩn. Có bẩn. Nó bẩn. À, đây là sẽ là nhà vô địch của chúng ta. Mau đây đấy. Thắng 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 thắng. Đúng là nhà nó. Không được cho chị. Đúng là nhà nó có khác, tại vì nó là thổ địa ở đây. Đấy. Em đã bảo rồi không tin. Ông nội em đã gạ kèo mà. Đố anh dám mở nhà em rồi thì anh còn. Có thảo nào nó gạ kèo mình lên đây để chơi trốn tìm. Đấy. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại một like, một share, một comment, một đăng ký kênh ấn chuông bên cạnh nhá. Chào tất cả mọi người. Bye bye tất cả mọi người. Mệt quá rồi. Không chống được đâu. Đi về. Bắt lọc, bắt lọc. Bắt lọc, bắt lọc. Bắt lọc, bắt lọc.